BCB nhập khẩu Thái Lan dành cho cái dòng Sibor, JS, Sachia. Nhớt này hai thi thì sẽ pha với xăng. Dòng nhớt này là thì ít khói trắng thải ra nhưng mà vẫn cái đảm bảo mùi thơm, cái cao cái mùi thơm do tay nhẹ dễ chịu mà không cần dùng thêm cái tinh dầu pha nha anh em. BCB này thì sẽ cháy hết với xăng nên không có để lại cặn bám hay là mùi thai ở trong động cơ, giúp tăng tuổi thọ cái buxi của mình. Nhớ chính hãng nên còn có cái logo, còn có cái biểu tượng của BCB nha anh em. Đây là màu nhớt. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.